Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt Bốn Phương của Đài Truyền Việt Nam. Và sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 12 tháng 1, tại buổi tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, Tsutomu Takebe đang ở thăm Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản đã hoan nghênh Hạ viện Nhật Bản sẽ cử đoàn sang dự diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 26 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1 tới đây. Tin tưởng sự tham gia của đoàn đại biểu Nhật Bản sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của diễn đàn. Nhấn mạnh năm nay là năm hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực cùng được tổ chức tại hai nước. Ông Phạm Minh Chính tin tưởng hai bên sẽ phối hợp tổ chức thành công, góp phần tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới. Cũng trong ngày 12 tháng 1, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do ông Carlos Masang, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Thưởng khẳng định sự ủng hộ, tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự cách mạng của nhân dân Cuba anh em. Đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam vào tháng 9 năm 1973. Ông Carlos Masang đã thông báo về những thành tựu của quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội trong bối cảnh Cuba tiếp tục bị bao vây, cấm vận gần đây, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong sự nghiệp xây dựng một nước Cuba xã hội chủ nghĩa, phồn vinh và bền vững. Trước đó, ông Carlos Masang đã có các cuộc tiếp kiến ông Hoàng Bình Quân, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và làm việc với lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương. Tại các cuộc gặp, hai bên đã thảo luận, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hai đảng, hai nước. Vào trưa ngày 13 tháng 1, ngư dân Lê Trung Toàn, quê quán Cà Mau, người gặp nạn trên vùng biển quốc tế và được đưa vào Singapore, đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tiếp nhận, tiến hành xác minh và hỗ trợ các thủ tục và đưa về nước. Vào hồi 3 giờ chiều, ngày 12 tháng 1 năm 2018, Đại sứ quán nhận được thông báo tàu hàng mang tên Nất Lily treo cờ Manta trên đường đến Singapore đã giải cứu một ngư dân người Việt Nam gặp nạn tại vùng biển quốc tế. Có 12 ngư dân Việt Nam và một người Campuchia làm việc trên một tàu cá mang quốc tịch Malaysia. Do thời tiết xấu, tàu cá trên đã bị nạn hồi 11 giờ đêm ngày 11 tháng 1 năm 2018 tại vùng biển của Malaysia. Cho đến 3 giờ chiều ngày 12 tháng 1 năm 2018, đã có 11 thuyền viên được các tàu hàng đi qua khu vực xảy ra tai nạn giải cứu. Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore đang tiến hành công tác tìm kiếm hai ngư dân còn lại kể từ sáng ngày 13 tháng 1 năm 2018. Chiều ngày 12 tháng 1, tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chương trình giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho nữ giới L'Oréal UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã trao giải thưởng nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2017 và học bổng nghiên cứu khoa học cho các nhà nghiên cứu nữ tiềm năng của Việt Nam năm 2017. Hội đồng khoa học đã bình chọn 5 gương mặt nữ tiêu biểu của năm 2017. Trong đó thì giải thưởng nhà khoa học xuất sắc 2017 đã thuộc về Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế và tiến sĩ Trần Thị Ngọc Dung, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Học bổng nghiên cứu khoa học 2017 đã thuộc về tiến sĩ Trần Phương Thảo, giảng viên bộ môn Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội. Tiến sĩ Hoàng Thị Đông Quỳ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng này được dành cho tất cả các nhà khoa học nữ đang làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam có quá trình nghiên cứu khoa học, đóng góp lâu dài vào sự phát triển của khoa học Việt Nam.
Kênh truyền hình Mỹ National Geographic mới có đoạn clip ngắn giới thiệu về nghệ thuật múa rối nước hơn 1.000 năm tuổi của Việt Nam. Kênh này cho biết thì đây là nghệ thuật về những con rối làm bằng gỗ, được khắc và vẽ, biểu diễn trên sân khấu bằng nước. Nội dung kể về các câu chuyện có nguồn gốc từ cuộc sống đồng quê của người. Hà Nội. Từ tiếng vang của vở kịch Sài Gòn do Caroline Giola Nguyễn, một người Pháp có mẹ là người Việt, biên soạn và dàn dựng, từng được biểu diễn tại Liên hoan sân khấu ngoài trời Avignon hồi tháng 7 năm 2017, thì mới đây, từ ngày 12 tháng Giêng, đoàn nghệ sĩ đã bắt đầu đợt lưu diễn tại nhà hát Atelier Bactier tại quận 17, thành phố Paris, Pháp. Vở diễn đã thu hút được đông đảo khán giả Pháp Việt và lịch diễn sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 2 năm 2018. Vở kịch Sài Gòn được dàn dựng xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại, giữa Sài Gòn, Paris của những năm cuối thập kỷ 50 thế kỷ trước, khi những người Pháp cuối cùng rút khỏi Đông Dương sau thất bại Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva 1954 được ký kết, và những năm thuộc thập kỷ cuối thế kỷ 20. Bi kịch của quốc gia trở thành bi kịch của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Ly tán, tha hương, dối lửa, hoài niệm đều được nêu rõ trong vở kịch, với những diễn xuất tài tình của các diễn viên. Và khán giả, dù người Pháp hay người Việt, ai nấy đều có thể cảm thấy hình bóng của mình hay người thân mình trong đó. Tôi thấy vở diễn rất thú vị bởi theo dòng lịch sử thì Sài Gòn rất gần gũi với chúng tôi, nhưng cùng lúc lại là một thành phố đã rất xa rồi. Và các nhân vật đã kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất cảm động và đầy tính nhân văn mà họ đã trải qua, đã phải sống. Họ đã cố gắng vươn tới một cuộc sống tốt đẹp với rất nhiều khó khăn. Và điều đó thì ta đã nhìn thấy ở Sài Gòn và Paris. Cảm động lắm, xúc động lắm. Tại vì mình là cũng là Việt Kiều ha, là cái quay được một cái đoạn lịch sử của nước Việt Nam mình. Vậy là hay lắm với cho mấy người Việt Nam, với người Việt Kiều, với người Pháp biết lịch sử của mình. Mỗi nhân vật như là một nhân chứng lịch sử, mang trong mình một câu chuyện có bi thương, đớn đau. Và lúc cao trào, như để lột tả đúng tâm trạng, các diễn viên tự bột phát tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng vẫn có thể hiểu nhau. Có phần phụ đề bằng tiếng Pháp dành cho khán giả. Vở kịch khiến cho tâm hồn người xem xáo động, bởi mỗi một nhân vật mang trong mình một câu chuyện, một vết thương lòng, một nỗi niềm. Đây thực sự là một vở kịch tuyệt vời và thực sự xúc động. Cái cảm giác của mình là nói lên tiếng nói của tất cả những người Việt Nam sống ở hải ngoại, và mình cũng có cái ý nghĩ rằng khi đó mà ba mình mất đi đó, hồi thời xưa khi ba còn sống đó ở quận 13 nó thật là rộn rịp. Thì bây giờ khi mà cái thế hệ của ba mình đã mất đi rồi đó thì nó có những cái sự thay đổi, thì mình cũng có cái ý nghĩ rằng cái thế hệ của mình á khi sẽ mất đi rồi đó thì cái chuyện đời nay nó sẽ thành chuyện đời xưa, và con người lúc nào cũng ưa kể chuyện, ưa nói lên cái tiếng nói để nói lên tất cả những cái gì mình đã trải qua, để vừa học hỏi mà cũng vừa trải qua đó, nhưng nó trải qua với cái thời gian, với cái không gian. Toàn bộ vở diễn kéo dài trong 3 giờ 15 phút nhưng không có một giây phút nào nhàm chán. Đông đảo khán giả thừa nhận rằng đây là một vở kịch gây nhiều xúc động. Phòng diễn ngàn chỗ của nhà hát đặc tín. Tranh hàng chống là một trong 3 dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam. Tuy nhiên thì dòng tranh này đa phần chỉ còn được lưu trữ trong bảo tàng và trong những nỗ lực của những nhà sưu tầm tranh hiếm hoi. Với mong muốn là kéo gần tranh hàng chống với cuộc sống hiện đại, một triển lãm về tranh hàng chống đang được diễn ra tại thủ đô Hà Nội với tên gọi là Những điều xưa cũ mới mẻ. Triển lãm Những điều xưa cũ mới mẻ trưng bày các tác phẩm tranh hàng chống tiêu biểu cho 3 đề tài: tranh Tết, tranh thờ và tranh thế sự. Bên cạnh đó, tại đây người xem cũng có thể xem các họa tiết cổ chắt lọc từ tranh hàng chống, tạo ra những mẫu họa tiết mới ứng dụng trong các lĩnh vực thiết kế đương đại trên một số sản phẩm giả định. Họa tiết nụ hoa trong bức
con nai kết hợp với họa tiết mây và búp lá non trong bức Hương Chủ của tranh Hàng Trống đã được kết hợp sáng tạo để tạo nên một màu sắc, diện mạo mới mẻ cho hộp mứt Tết truyền thống. Những họa tiết truyền thống này còn được các bạn trang trí lên nhiều đồ vật khác trong cuộc sống hàng ngày. Đây là những ứng dụng của dự án Họa Sắc Việt, một dự án phi lợi nhuận của nhóm các bạn trẻ S River. Nhắc đến địa bàn cư trú của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người thường nghĩ ngay đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Thế nhưng ít ai biết rằng, ở ngay một tỉnh ở phía đông bắc Hà Nội, đó là tỉnh Quảng Ninh, cũng có một cộng đồng rất lớn bà con người dân tộc thiểu số sinh sống. Nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với phát triển du lịch, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng bản văn hóa du lịch người Tày tại thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô. Nơi đây thì bà con vẫn còn lưu giữ được rất nhiều những nét đẹp truyền thống của người Tày và có thể có thêm nguồn thu nhập ổn định từ du khách gần xa. Và trong phóng sự sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những nét văn hóa người Tày ở vùng Đông Bắc. Huyện Bình Liêu là một huyện miền núi biên giới với 96% là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở nơi tôi đang đứng đây là thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô. Nơi đây đã được quy hoạch là một bản văn hóa của đồng bào dân tộc Tây, bởi vẫn còn lưu giữ được những bản sắc văn hóa và phong tục tập quán gần như còn nguyên sơ. Chẳng hạn như ngôi nhà có độ tuổi hàng trăm năm này. Thôn Đồng Thanh hiện có 106 hộ với 406 khẩu, trong đó 100% là người dân tộc Tây, chủ yếu sống bằng nghề nông. Hiện thôn còn lưu giữ được hơn 10 ngôi nhà truyền thống của dân tộc Tây, trong đó nổi bật là ngôi nhà cổ của ông Phan Ngọc Sinh. Đến ngày lễ ngày Tết thì các con cũng tập trung về đây là đông vui. Cái nhà này bây giờ vẫn ở được thêm mấy chục năm nữa, có khi cũng chưa vì gì đâu mà. Tôi vẫn tuyên truyền các con cháu ngôi nhà này vẫn giữ lại cái bản sắc dân tộc để sau này các con các cháu là làm một cái kỷ niệm là cái đời ông cha ta để lại. Đáng chú ý, giá trị ngôi nhà của ông Sinh không chỉ về mặt kiến trúc mà chủ nhân ngôi nhà còn giữ được rất nhiều đồ sinh hoạt, dụng cụ sản xuất có tuổi đời hàng mấy chục năm mà ngày nay không dễ tìm thấy, khiến cho ngôi nhà giống như một bảo tàng thu nhỏ. Bên cạnh, ý thức của chính người dân nơi đây, chính quyền địa phương cũng luôn vận động gìn giữ với mục đích đây sẽ là nơi bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Nếu không có gì thay đổi thì dự án sẽ được khởi công thực hiện vào quý 1 năm 2018. Thì đây sẽ là một cái điểm để giới thiệu tất cả những cái bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc Tày, từ các cái sinh hoạt truyền thống đến các cái kiến trúc và đặc biệt nữa là văn hóa tinh thần của dân tộc Tày. Trong nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những mái nhà cổ hàng trăm tuổi ở thôn Đồng Thanh sẽ là nơi để mọi người tìm về với những nét đẹp vốn có bao đời nay của bao thế hệ người Tày. Đó là một tài sản văn hóa vô giá cần được gìn giữ bảo tồn. Những ngày này, trong khi ở vùng đồng bằng sông Hồng là những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, thì đến với vùng đất Tây Bắc, bà con sẽ được thấy những nụ hoa mận trắng tinh khôi đầu tiên hé nở. Xong rất nhanh thôi, chỉ cần vài tuần nữa khi mà thời tiết ấm hơn và Tết đến gần, màu trắng ngút ngàn sẽ phủ khắp các ngọn núi cũng như là các thung lũng. Xen lẫn trong màu trắng ấy là những bộ váy áo sặc sỡ của những thiếu nữ, những em bé người Mông, người Thái. Và trong tiểu mục Dấu ấn Việt tuần này thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp này.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.